Anh trai Say Hi. Duyên Tuấn Kiệt lên tiếng khi bị khán giả công kích yêu cầu ra về tại Anh trai Say Hi. Anh trai Say Hi đã khép lại với chiến thắng thuộc về team Love Soul. Gia Hiếu thứ hai làm đội trưởng, đồng thời 6 anh trai phải ra về. Chính là Phạm Đình Thái Ngân, Nicky, Công Sương, Phạm Anh Duy, Đỗ Phú Quý, Tuyết. Kết quả này đã khiến phần đông khán giả bày tỏ sự bức xúc cho rằng các anh trai này xứng đáng ở lại với chương trình vì có tài năng và thực lực. Ngoài ra, công chúng còn nhận xét rằng một số anh trai nên ra về như Vũ Thịnh, Duyên Tuấn Kiệt vì không có sự bứt phá và nhạt nhòa. Nếu Vũ Thịnh bị khán giả cho rằng nói năng không nể ai thì Duyên Tuấn Kiệt đã liên tục nhắc về Puka, cũng khiến cộng đồng mạng phát chán. Nam diễn viên chưa thực sự tạo dấu ấn về giọng hát hay vũ đạo mà chỉ được nhớ đến về đời tư. Mặc dù được fan bênh vực rằng diễn viên sinh năm 94 sở hữu ngoại hình sáng nên được đi tiếp là điều hiển nhiên, nhưng cũng không nằm dầm bớt được những bình luận tiêu cực trên trang cá nhân hay trên các hội nhóm. Mới đây, nam diễn viên đã có phản hồi về việc này. Mọi người vui lòng bình luận lịch sự nhã nhặn, không tranh cãi với nhau nhé. Ngoài ra, khi đối diện với một bình luận chê mình hát dở, mong anh bị loại sớm, Duyên Tuấn Kiệt đã đáp dạ xin lỗi. Sau vòng ra Stage 2, tiết mục được viral nhiều nhất mạng xã hội do Nega làm đội trưởng. Dana Cut Me If You Can lại xếp ở cuối bảng khiến cộng đồng mạng bất bình. Họ cho rằng các khán giả tại trường quay quá chăm chăm vào các nhân vật đã nổi tiếng như Ishak, Hiếu thứ hai mà quên đi sự nỗ lực của các anh trai có tiếng tăm. Nam MC Trấn Thành cũng lên tiếng giải thích có hai loại âm nhạc để nghe, replay và để trình diễn. Còn những bài hát sau quá trình biên tập dàn dựng sẽ được khán giả ở nhà nghe đi nghe lại vì giai điệu catchy, thu hút dễ nhớ dễ thuộc. Nhưng khi ở hiện trường, chúng ta phải xét đến hiệu ứng trình diễn.